run it back. Hello, xin chào, ta là Igor, đệ tử của Megatron. Bla 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 bla. Hey, được rồi. Chào các bạn, lại là mình đây. Thì như các bạn đang thấy, trước mặt là con Igor. Con này là cái con mà ở trong Transformer phần 3 chuyên lèo đéo theo thằng Megatron. Cũng chả hiểu sao tự dưng bác đạo diễn bác lại sáng chế ra con này, cũng chả biết để làm gì. Đấy, đây đây, thì nhân vật chính nó là đây. Nhưng mà thật ra thì mình cũng không review cái con này nữa. Con này cũng thuộc dạng hàng lâu rồi, nhiều người sở hữu rồi, mà cũng trên mạng cũng nhiều người làm clip review con này rồi, nên mình không làm nữa. Cái mình muốn giới thiệu hôm nay đó chính là cái bộ này. Tí 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 tí. Cái upgrade kit của con Megatron này. Con này thì Studio Series hiện đây, nếu mà nhìn như thế này thì cũng đẹp. Màu miếc cũng con này là kiểu như là phần 3 là nó bị như người khuyết tật ấy, trông xấu xí, trông nó te tua tơi tả này. Đấy, thì ra đồ chơi như màu như này cũng rất là đẹp. Nhưng mà nhìn nó không cứng, nhìn nó không có cứng cáp lắm, nhìn nó khá là đấy, nhìn gầy còm này, nhìn nó còng cong, nhìn nó khá là tù túng. Thì lắp thêm cái bộ kit này vào này thì nhìn nó sẽ đầy người hơn, người nó sẽ đầy đặn hơn. Đấy, và sẽ xem bên trong bộ kit nó có cái gì. Hai cục này là giáp chân này, lắp đây này. Nhìn màu nó cũng rất là sát với lại cái bộ này, nhìn rất sát với cái bản này. Nhìn rất là thích hợp. Tuy là màu mới nhưng mà mới làm ấy, mình cảm nhận là hàng mới gia công luôn đấy, nhưng mà nó cũng không có mùi gì đâu, không có mùi gì để độc hại. Ok, còn đây là cái phần đứng bên trong này này. Đấy, nhìn màu nó cũng khá sát với cái màu này. Đó, cái này là cái phần bắp đùi, bên trong đùi này. Bên trong đùi này mình cũng đã có mua cái kit rồi. Thật ra cái này có cái bản gốc nó chỉ như thế này thôi. Đấy, nhìn nó rất là thiếu nên mình phải mua thêm một cái miếng để lắp thêm vào cho nó đầy đầy cái phần đùi này. Đấy, thì đây thì giờ sẽ bỏ hai cái này ra. Đó, nhìn nó rất là trống luôn. Rồi, bỏ súng ra đây đã. Muốn tiêm mỡ cho người nó mập đẩy đà thì phải bỏ vũ khí xuống. Và đây. Đấy, hôm nay mình sẽ phẫu thuật chỉnh sửa thế bít cho Megatron cứng cáp hơn. Đấy, mình không nhầm thì lắp cái này vào chỗ này. Ở đây sẽ có một cái khe. Ở đây là cái chỗ để lắp nó này. Ấn vào đây là xong. Đây này cũng thế. Khó thế nhỉ. Đây. Ok chưa? Nó đây.
Mắt chân nó đầy hơn, nó to hơn rồi. Rồi, đó cái phần đùi này, cái phần đùi này ở đây, mình sẽ lắp cái này vào. Phải nó nhỉ? Đây, không phải. Đấy. Ui. Nhưng mà có vẻ như là nó bị lỏng rồi. Bên này xem, bên này nó có lỏng không? Cũng được nha. Phần dưới chân này, dưới đây sẽ có một cái nữa. Đấy. Có vẻ nó sẽ, ui, rơi rồi, bị lỏng quá. Cái này mình có hỏi bên shop, cái này là mình mua bên Nemesis Store. Cái này là ông bán hàng ông bảo là hàng đúc nên nó cũng không chắc chắn lắm. Mình cảm thấy cái này nó cũng dễ bung ra này. Thôi, thôi. Là mình sẽ phải fix nó một tí. Hiện tại thấy có cái miếng này ở đây. Miếng này thì dính cũng được này. Đấy, nhưng mà nó cũng dễ tuột. Đây đây đó. Mình sẽ phải fix nó bằng bằng cả hai mặt. Dán vào một chút. Cho nó dính dính, hoặc mình sẽ thêm cái độ đầy đầy thì ấn vào nó sẽ chắc hơn. Upgrade kit này nó không, cái này nó không giống như tụi DNK. DNK là nó tính toán kỹ hơn. Ít cho bôi phần này. Ủa nó không dính á, từ đây cắt cái to hơn. Hàng này như kiểu hàng làm bằng tay mà không phải là theo dạng mà máy miết đàng hoàng này kia, nó khác tụi DNK một chút. Nên nó sẽ không khít, các mối nó sẽ không khít với nhau. Mà thôi, mình fix một chút cũng không sao. Đấy. Bọc bọc thế này rồi. Nó dính vào là ok. Rồi, cứ để miếng này đây đã. Ui, dính phết đấy. Một miếng nha. Chắc là đoạn này là mình sẽ phải tua thôi, thì còn làm này lâu mất thời gian lắm. Later. Đây, đấy, mình đã dán xong tất cả rồi. Bên trong này mình cũng dán một ít keo ở đây, một ít đây luôn. Đấy, tất cả là đều đã có băng dính hai mặt rồi. Giờ mình sẽ lắp vào để xem nó có dính, nó ăn có chắc hơn là cái lúc trước nhé. Sửa cái đuôi bên phải trước, ấn này nè. Đấy, chắc rồi đó, nó không bung rồi đó. Tiếp theo, đây, lộn, bên này. Chắc chắn hơn rồi, chắc chắn hơn nhiều luôn rồi đấy. Lại nhầm. Ấy. Bậy rồi, từ đã.
lộn bên chứ. Đấy, nó lành hơn chưa? Đấy, nhìn cái đùi, nhìn cái bắp đùi nó có thịt, nó da có thịt hơn hẳn. Ừ, cho bên này rỗng. Giờ thì mình cũng phẫu thuật luôn, đắp đắp mỡ thêm cho em nữa. Phần 1 hổ báo quá, sang phần 2 được phẫu thuật, rồi tới phần 3 bị sang phần 2 bị óc nó đấm cho tơi tả, sang phần 3 như kiểu thiếu muối, bị thiếu muối thiếu mỡ. Phải đại trùng tu cho em nó tí. Lắp ít bằng ít lắp một ít bằng dính hai mặt lên mấy cái bề mặt sau này là lắp vào dễ à. Không thì dùng cái gì nhỉ, cái keo dán giấy. Để mình trả thêm ít keo ở đây đó. Cái keo gì nhỉ, cái keo nến ấy, cái keo mà bằng xài bằng súng bắn kèo ấy, cái đấy ấy vào cũng được, tại vì nó dễ. Tại vì cái đấy để lâu thì nó cũng chóc ra, nó cũng dễ tháo. Tuyệt đối là không được xài 502 nha. 502 là nhiều, mình nghe nhiều người phản ánh mà bản thân mình hồi xưa, hồi mình hồi nhỏ mình nghịch 502 cũng nhiều. Là mấy cái đấy nó bị giòn kia mô hình, nó không còn tốt nữa. Nên là hạn chế xài 502. Tốt nhất là xài mấy keo này sẽ tháo dễ dùng. Tính thẩm mỹ nó cũng cao. Này không dính lắm nhỉ. Chơi ra đấy ít. Được chưa? Xịn hơn ở đấy. Rồi lắp sang bên này. Hơi bị khó nhìn. Rồi. Thì tốt hơn mà nãy đấy. Đấy. Rồi, thế là xong. Đại trùng tu phẫu thuật cho Megatron, đắp mỡ đùi và đắp mỡ chân đã hoàn thành. Được đó. Đứng tự tin là này em ơi. Thế nhỉ. Rồi. Đấy. Nhìn nó xịn hơn hẳn. Mình bắt đầu nó dày người hơn. Phần trên nhìn thì đã là ổn nhé. Nhưng mà đấy, bây giờ lắp vào phần dưới nhìn nó sẽ đầy đặn hơn. Có đùi ngay. Nhìn ngon lành. Đằng này nhìn cũng sẽ cứng cáp hơn, không sida như hồi trước. Đó. Lord Megatron. Đấy, xịn. Đẹp chưa? Chuẩn nha.
Thì cái này là chỉ để ở dạng robot được thôi, tại vì nếu mà lắp sang dạng xe hơi, lắp sang dạng xe tải thì mấy cái này nó không có mối, nên là cũng phải tháo ra. Muốn lắp sang dạng xe tải thì mấy cái này cũng phải, cái hai cái này phải tháo ra, cái này nó, hai cái bắp bên này nó cũng sẽ dính vào nhau, nên cái phần này cũng phải bỏ ra. Đấy, nên là tốt nhất là cứ xài keo dán hai mặt, hoặc là keo cái keo mà của súng bắn keo ấy, thì cái đấy nó sẽ dễ bóc hơn là xài keo 502. Đấy. Bộ kit này thì mình mua của Nemesis Store. Có gì link Facebook của shop thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của cái video. Hàng này mình nhớ không nhầm là mình mua bộ kit này là cũng 600 600k. Hàng order trong khoảng 10 ngày hơn. Đấy, 10 ngày hơn. Và đỡ một bộ kit 600 để lắp, nhìn cho nó, nhìn con robot nó đầy đặn hơn, nhìn nó cứng cáp hơn, thế này thì mình nghĩ nó là xứng đáng. Rồi, phần giới thiệu sản phẩm của mình chỉ tới đây thôi. Như thường lệ, nếu các bạn thấy hay thì hãy like và là cho mình một cái đăng ký kênh. Và cũng đừng quên là comment ở dưới để có khúc mắc hoặc là vấn đề gì thắc mắc, hoặc là có gì đó mình làm chưa tốt thì mình có thể đọc những comment đấy và mình có thể làm những cái video sau tốt hơn. Yeah, chào. Bye bye. Bye. Spread it like